quay cảnh hai chân. 2. Quay cảnh lá gió thôi. 3. Quay phía sau cảnh hoàng hôn. Mở app CapCut chọn 3 video vừa quay. Tắt âm thanh clip rồi nhấn vào từng video giảm tốc độ xuống 0.4. Nhấn vào ô vuông trắng chọn hiệu ứng truyền tiếp chọn tất cả. Vào định dạng chọn tỷ lệ 9:16 rồi vào bảng vẽ chọn mờ chọn.